em đắp rồi. Thay quá, quả này lại em xong ngủ phát đến mai luôn. Bảo chị ăn thì chị không ăn. Bảo chị ăn thì không ăn. Có mẹ nước ấm, nước ấm em rửa lại qua thôi. Thôi cái độc này nó đỡ được. Chị cắm lại cái siêu tốc để em rửa phát rồi. Con bữa thắm cắm siêu nước phải không? Nó lạng giang đây, cắn vào chân. Bà chị đang đau lắm. Đây, hổ mang cắn vào chân anh em nhé. Thôi không vấn đề gì. Sau tí hết đau rồi, em làm đâu quả này hết đau rồi. Thêm êm rồi. Bố phát ra hai kẽ chân. Đỡ mấm thôi là được. Không, không phải cho gì đâu. Để em rửa hết cái lượng đấy, nó ngấm vào đây. Ấm ấm thôi là được. Ra. Thế thôi. Nghĩ cho nó. Ấm ấm rồi mà. Ấm là gì mà nóng đâu, chị đã tan nước rồi. Cảm nhận bây giờ nó đang không được bình thường lắm. Cái này rẻ mà. Không. Có đau gì? Hả? Đau. Rồi ok. Đau rồi được. Em lấy cái khăn cái gì đấy. Đây. Có không được. Để em đắp. Để đứng lên đây. Rồi rồi. Rồi như thế rồi. Đây khăn này em có cần khăn không? Không để cho đỡ rơi. Chị để chân này. Đau cả da bụng mà hết ngày mai, đến sáng mai là mới hết được. Nó công rồi đấy. Cạ. Nó phải đau với da bụng mà. Không phải đau da bụng, nó đau ở bên trong ấy. Lấy cho ông nhiều thuốc tệ quá. Em biết rồi. Sau tí trường đá vào đây. Dạ đó. Thì giữ nó mới giữ được thuốc, nó mới hút được. Sau một tí đó hết mà. Chỉ cầm cái kéo rồi cắt đấy, dài vào. Ok. Chặt vừa thế này không chịu được. Sau tí ấy ra. Kẻ nó để cho nó hút đi. Một lúc là em mà đắp chỉ tầm một tiếng mất là nó khác, nó hết ngay. Rồi được chưa? Nó có đau nữa không? Đau chân. Dạ. Đau chân. Thôi. Uống thuốc vào đi, uống hai cốc nước vào. Lúc lại đi không uống ngay được, lúc hết, uống hết luôn hết bây giờ. Còn chị cứ uống vừa vừa, đừng ấy. Nước lạnh à? Hôm mai rồi. Chặt cái này thì sao chịu được không? Sau tí nữa nới. Tại vì mình mới đang thẳng tánh buộc là nói bỏ vui nhá. Thôi được rồi, cả nó không có chặt đâu, bình thường. Nó chỉ đau một tí thôi. Không có gì. Chị uống hết, cố uống hết. Chị ngửa lấy cho em đi, em
em vệ sinh luôn lên trên này rồi. Không vấn đề gì. Cái túi bóng thuốc đấy chị cất nó vào trong tủ lạnh ấy, để xong sáng mai lúc nào thay bạn thay miếng này. Ở trên kẹp lạ ra. Vẫn thuốc đấy. Không vấn đề gì. Chờ đợi. Anh nuôi ông đi biết đó. Nên lại ủa mà. Là mình khạo mình đi về, mình khổ mình đi về, nó bắt một thuốc. Tại là em không mua đến được về, mua nó khác một thằng. Vui kép. Ví dụ nó cũng bảo là mình xuống quầy thuốc để mua, quầy thuốc bao nhiêu mua. Mình không mua, ví dụ nhưng mà rán này hỏi này. Rán này chữa bình thường mà, phát. Nó bảo là xuống quầy này. Nó chỉ đắp mùi này, mới này. Uống phát là được mà. Em về em lấy tiền thì anh ra quầy khác, anh hỏi. Ra sân tầm khoảng 6 hàng, 7 rưỡi hàng đấy. Nên tiêm là có thuốc rồi, ca này ở Lạng Giang. Em bảo anh mua thuốc quầy đấy, mua tí ra này, mua ngoài cũng chỉ nói em là anh biết cam kết em nhưng không để ý đâu, biết là khu đây. Nhà thì đau nhỉ. Ra sân, nói với anh em, đi sang. Dạ. Nó cắn trộ. Bọn ấy rắn con mà không phải rắn to, vừa vừa. Nói chung giờ ăn mai lại ngon mà không vấn đề gì. Sáng mai đi lại bình thường nó chỉ tầm mấy tiếng thôi. Giờ anh về rồi. Trực tiếp không ngoại trừ tí nào. Rồi đi về nhà tí về không ướt anh em. Vâng ạ anh luôn. Còn cốc nữa. Cốc ở đây à? Cốc đem vào thuốc. Nó không giải quyết được việc. Mình chữa được rồi mà làm gì phải đi xong rồi. Nó không vấn đề gì. Nó có phải là như này như kia đâu, không vấn đề gì. Vâng ạ. Ở Vĩnh Phúc kịp mà. Mật nó ủ nhanh. Bà đang nói. Đúng nghe. Điện ủ nhanh. Nó ít. Ít nước. Thôi xong bây giờ ăn bát bảo chị ăn bát cháo rồi ngủ là được. Không có gì anh. May nó cắn lên, nói chung là nó cũng ok đâu, sà kê rồi. Nó rắn bé mà. Không sợ. Cái thuốc đấy là cứ mai ngày của bao lần? Cái đấy uống sáng mai uống lần, thật ra sau nó khỏi rồi thôi. Chịu. Bây giờ sáng mai là nó êm rồi. Nó rút dần rồi, chứ có phải gì đâu.
chứ có phải như bình thường có phải uống gì uống tận lâu thế. Nó hết độc rồi, cái lượng độc của nó ít thôi mà nó mình đào thải nó hết rồi thôi. Hai cái mình bài đi. Rút hộ em cái điện thoại đấy này. Thôi em và có vấn đề gì cứ ấy em phát là được. Không vấn đề gì ok rồi. Thôi. Không vậy không em đi cứu người không không phải là đi có phải tiền ông gì không? Không. Không ạ. Không, bây giờ anh em mình rảnh xuống Bắc Giang em mời uống rượu. Cuộc đời em đi cứu người anh bảo em lấy tiền nó buồn cười. Dạ. Thôi không bây giờ thì em đi về đây. Không anh, nó mang tiếng em ra. Thôi em về đây. Vâng. Thôi đi, không lấy tiền ạ. Khóa cửa. Thôi. Thôi. Thôi em về đây. Thôi em về đây thôi. Thôi được không, thôi đi không mà. Thôi em về đi. Đá như nào em ơi? Dạ. Trường đá thế nào ấy? Cái đườm đá đấy chân mà nóng quá sao chị cho đá vào đấy trường mà được. À thế thôi. Vâng mà. Thôi cứ khỏe được ấy. Không vấn đề gì. Em ơi đừng thế mà. Không. Cái gì? Không. Không. Cuộc sống anh em mình nó vì cái tình cảm chứ không phải là vấn đề gì cả. Không. Không. Thôi em đi. Thôi em đi. Không không đi. Thế là mày nói chuyện đi. Chịu rồi. Thế nó buồn cười à. Buồn cười rồi. Hơi xuống nói chuyện nhá. À từ từ. Đây từ 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 từ. Dạ. Em mới yêu anh tiền xe tai nạn em phải xe cái con anh hộ cảm ơn. Rồi ok. Nhá. Em cầm cầm cho anh. Thế này chơi kiểu này anh chơi khó. Lúc nào mà xuống Bắc Giang mà là xuống Việt Yên ấy, còn anh em mình ngồi uống rượu. Em không anh cảm ơn thôi. Vâng. Còn có như thế nào đấy hay như nào đấy cứ gọi em mà được. Rồi ok. Vâng. Rồi. Anh cảm ơn nhá. Chứ còn về nhá. Chứ còn chị khỏi là được chứ còn cái vấn đề về cái này cái loại nó không vấn đề gì anh ạ. Anh cảm ơn hai anh em nhá. Vâng. Anh em mình có dịp ngồi với nhau. Vâng. Rồi thôi em vào đây. Vào nhá. Tiền đang đéo mà. Thôi cứ đi đường cũ đi. Đi được cũ chứ. Giờ đi ở kia là nó lạc. Giờ đi kia có gì, người ta lại bỏ giờ hơi. Lạc cái thì khổ. Anh sống nhà mày chưa được có vợ nên là nó không sợ. Mày, anh cầm. Ê, mẹ này. Anh cầm tiền đi chơi thì nó nhiều. Vâng vâng. Vâng. Nó là mạng người, mình có phải là mình đi cứu người chứ có phải mình đi kiếm tiền. Kiếm tiền thì đơn giản không? Thực sự nếu mình kiếm tiền thì nó quá dễ. Chứ không phải là nó khó khăn như mọi người nghĩ. Không. Mỗi nghề nó khác. Không phải cái nghề này.